Xin kính chào toàn thể tất cả các bạn trên cộng đồng mạng. Xin giới thiệu đây là cái tủ bánh mì bánh tầm Tư Tiếp, địa chỉ 187 khu vực Long Định, phường Long Hưng, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Mong các bạn gần xa ủng hộ tầm tép. Tầm tép là đặc sản của Thái Lâm luôn các bạn. Đây, bánh mì. Tiếng gì? Bánh mì bánh tầm Tư Tiếp Thơ Long.